Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Chúng ta lại được gặp nhau trong video ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trong video ngày hôm nay, ô tô 360 chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc sedan hạng C nhập khẩu đến từ đất nước Hàn Quốc. Đó chính là chiếc xe Kia Forte phiên bản SLI. Chiếc xe được sản xuất năm 2010 và được nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn Quốc ạ. Chiếc xe đã đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được 12 vạn km rồi quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 320 triệu đồng. Đấy, 320 triệu đồng thì giá này là giá trả thẳng luôn quý vị các bạn nhé, chứ không thể làm trả góp được nữa. Vì chiếc xe này sản xuất năm 2012 cho nên bây giờ chúng tôi không thể làm trả góp được nữa. Nhưng mà nếu như quý vị và các bạn nào mà có nhu cầu mua chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Forte này ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Kia Forte 2010 này nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2010, nhập về Việt Nam mình là năm 2010, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được 12 vạn km rồi. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần ngoại thất của chiếc xe. Chiếc xe này chúng tôi cũng mua về và đã sơn si, dọn dẹp, đánh bóng đầy đủ hết tất cả rồi. Cho nên là quý vị và các bạn bây giờ mà mua về thì chỉ việc đổ xăng vào mà chạy thôi. Đấy, rất là đẹp ạ. Nhìn về cái ngoại thất bên ngoài rất là bóng bẩy, rất là đẹp đẽ vì chúng tôi cũng đã đánh bóng đi rồi. Một số chỗ trước thì chúng tôi cũng đã sơn lại. Đấy, cho nên là nó rất là đẹp quý vị và các bạn nhé. Rất là đẹp ạ. Và cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn về cái phần nước sơn bên ngoài. Nước sơn bên ngoài thì chiếc xe này cũng chưa sơn lại nhiều đâu quý vị và các bạn nhé. Cái nền nó còn rất là đẹp đấy ạ. Đấy, sơn ít cho nên là cái nền nó còn rất là đẹp. Còn nếu như những chiếc xe nào bây giờ sơn nhiều rồi thì là cái nền nó sẽ xấu. Còn bây giờ chiếc xe này nền còn rất đẹp đây. Rất là mới. Rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Hôm trước chúng tôi mua về thì nó cũng có xước sát một vài chỗ thì chúng tôi cũng đã đem đi sơn và đánh bóng hết rồi. Cơ bản là nó không bị đâm đụng, không bị va chạm gì cả cho nên là nó còn rất là đẹp đây quý vị và các bạn này. Quý vị và các bạn xem từ cái cặp đèn pha này. Cặp đèn pha cũng còn rất là đẹp này. Đấy, từ những cái logo, những cái chữ chrome này cũng chưa có bị xước sát hay là chưa có bị ố rỉ gì cả. Rất là đẹp. Đây là cái cụm đèn pha nhé. Bên dưới đèn pha thì cũng đã được trang bị đèn gầm. Đấy, những cái khe hở đây này quý vị các bạn này, từ những cái khe hở của cái cabo này đến những cái tai mới lại cái ba đời sốc trước nó rất là đều, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả cho nên là nó còn rất là đẹp như này đấy. Gương chiếu hậu được tích hợp xi nhan trên gương và là gương chiếu hậu gập điện rồi quý vị các bạn nhé. Riêng về xe Kia mà nhập khẩu từ Hàn Quốc như chiếc xe Kia Forte này từ năm 2010, từ 2010 mà đã được trang bị đầy đủ option từ khóa thông minh, đèn nổ, start top cho đến cửa nóc này. Đã có cả cửa nóc luôn rồi quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất đẹp. Và đây là cái cụm đèn hậu đây quý vị các bạn này. Cụm đèn hậu cũng còn rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả cho nên là còn rất là đẹp. Phiên bản Kia Forte SLI. Đấy, cụm đèn hậu rất là mới nhé. Rất là mới, rất là đẹp. Và chiếc xe cũng đã được trang bị camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ hết cả rồi. Option của Kia thì rất là nhiều, rất là đầy đủ, không thiếu một cái gì cả. Đấy. Và cái dàn lốp này thì chủ xe cũng đã thay lên một cái dàn lốp Michelin mới rồi quý vị các bạn nhé. Đấy, đã dùng Michelin rất là đẹp này. Đi Michelin thì rất là êm, bền mà lại êm, không có ồn. Đấy, cho nên là rất nhiều người dùng Michelin. Kể cả nhiều chiếc xe mới mua về cũng người ta cũng đã thay lên Michelin luôn đấy ạ. Khóa thông minh, đè nổ, start top, bấm tay mở cửa, bấm tay cả cánh bên phụ và cánh bên lái đây quý vị các bạn nhé. Tay nắm được ốp chrome, rất là đẹp. Nhìn tổng thể về cái phần ngoại thất bên ngoài thì chiếc xe rất là đẹp, không có xước sát, không có
móp méo gì cả. Đấy, rất là đẹp, cho nên là quý vị và các bạn mua về thì chỉ việc dùng thôi, rất là yên tâm nhá, rất là đẹp. Mặc dù là chiếc xe đã sử dụng hơn 10 năm rồi nhưng còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất cũng như cái phần keo chỉ của chiếc xe nhé. Đầu tiên là tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần mở cái cánh cửa bên lái này ra này. Đấy, đây là cái cánh cửa bên lái đây quý vị và các bạn nhé. Đấy, tôi lại bấm lên nó khóa. Đấy, trước tiên thì tôi vẫn cho quý vị và các bạn xem về cái phần keo chỉ của cái cánh cửa bên lái này. Keo chỉ có nguyên bản luôn quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, máy móc nguyên bản. Keo chỉ nguyên bản đấy, táp bi còn rất là đẹp này. Gương chiếu hậu gập điện này, đây là cái cụm điều chỉnh gương chiếu hậu này, cụm điều chỉnh lên xuống kính này. Và đây là cái ốc bản lề này. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn nhé, chưa có vết tháo. Đấy, rất là đẹp. Nội thất cũng rất là mới luôn. Xe cũng đã được trang bị nội thất da. Đấy, vô lăng, bọc da, tích hợp các phím điều khiển. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2010 và sản xuất tại Hàn Quốc, nhập khẩu về Việt Nam từ 2010 đây quý vị và các bạn này. Ốc bản lề của cái cánh cửa sau này. Đây là cái ốc bản lề của cánh cửa sau nhé. Cửa sổ nóc đã có cửa sổ nóc đầy đủ hết cả rồi. Và cái phần trần rất là đẹp đây quý vị và các bạn ạ. Ở cái phân khúc hạng C. Những chiếc xe này mà số sàn thì cũng rất nhiều xe là chạy dịch vụ đấy nhá. Nhưng số tự động này thì không có xe chạy dịch vụ mấy quý vị các bạn ạ. Tôi khẳng định là chiếc xe này và tôi khẳng định và cam đoan với quý vị các bạn là không dịch vụ. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau. Táp bi cửa phía sau bên lái đây quý vị các bạn nhé. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn này. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả này. Ốc bản lề cánh cửa này cũng còn nguyên hết luôn ạ. Đấy, nội thất rất là đẹp. Đây là cái nội thất ở phía sau nhé, rất là đẹp luôn đấy ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước vào xe để xem về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Xem về cái phần nội thất cũng như là cái phần tablo option. Đầu tiên là tôi mở cái chìa khóa này lên. À mà không cần mở chìa khóa thì quý vị và các bạn cũng xem được luôn cái đồng hồ của chiếc xe rồi này. Đồng hồ chiếc xe này chạy được 12 vạn km rồi quý vị các bạn nhé. 12 vạn km rồi. Đầu CD, USB đầy đủ cả. Đấy. Điều hòa tự động. Đấy, đây là cái điều hòa tự động này. Đầu CD nguyên bản theo xe này. Đèn nhỏ start top này. Chân cắm USB đầy đủ rồi. Không còn thiếu một cái gì nữa cả. Đấy. Táp lô thì rất là đẹp. Táp bi cũng rất là mới. Đây là cái cửa sổ nóc đây quý vị các bạn nhé. Đấy, bầu trời hôm nay đang nắng rất là to cho nên là nhìn nó rất là xanh. Bầu trời hôm nay rất là đẹp này. Quý vị các bạn ngồi trong xe này có thể nhìn được cái bầu trời luôn này. Qua cái cửa nóc này. Phải nói là rất là tuyệt vời. Một chiếc xe ở cái phân khúc hạng C, sedan. Rất là đẹp ạ. Và giá thì lại rất là hợp lý cho với thời buổi này. Chỉ hơn 300 triệu đồng một chút thôi thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Kia Forte nhập khẩu rồi. Đấy. Rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Và tiếp ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cốp sau nhé. Xem mua xe cũ thì chúng ta phải xem về cái phần đầu và phần đuôi, tức là cái phần cốp sau này cũng phải xem kỹ này. Đấy, tôi cho quý vị và các bạn xem này, cái keo chỉ của cái cốp sau này cũng còn nguyên nhé. Chưa có mất một phân keo chỉ nữa đâu ạ. Đấy, keo chỉ còn nguyên. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa bị đâm đụng hay là va chạm gì từ phía sau. Nên cái nắp cốp sau này nó mới còn nguyên bản như thế này đấy ạ. Đấy, rất là đẹp luôn này. Và chiếc xe này không có chạy dịch vụ cho nên là cái cốp nó mới đẹp như thế này ạ. Vì là những chiếc xe mà chạy dịch vụ thì là người ta hay để đồ của khách, để hành lý của khách và nó sẽ bị xước sát ra nhiều. Đấy, rất là đẹp. Đây là cái phần lốp sơ cua đây quý vị các bạn này. Lốp sơ cua này là nó được thiết kế nhỏ hơn cho nên là cũng rất ít người dùng, nhưng nó còn mới tinh luôn ạ. Cái lốp sơ cua này cũng chưa dùng đến đâu ạ. Đấy, lốp sơ cua phụ tùng đồ nghề còn nguyên bản hết đấy ạ.
nói là rất là đẹp đấy quý vị và các bạn ạ. Và đây là tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn là cái táp bi cửa phía sau bên phụ đây quý vị và các bạn nhé. Táp bi cửa phía sau bên phụ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn này. Keo chỉ nguyên bản này. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản luôn này. Đấy, rất là mới luôn. Nội thất từ phía sau này. Đây là cái phần nội thất phía sau cũng rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ cho quý vị các bạn xem về cái cánh cửa trước bên phụ này. Cũng được bấm tay mở cửa đây ạ. Khóa thông minh, bấm tay mở cửa cả cánh bên phụ luôn. Keo chỉ cũng nguyên bản luôn quý vị các bạn nhé. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Đấy. Táp bi rất là mới, rất là đẹp này. Ốc bản lề cũng còn nguyên hết đây ạ. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết luôn ạ. Ghế da rất là đẹp luôn đấy ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe nhé. Kia cũng đã trang bị cho chiếc Forte SLI 2010 này là một cái khối động cơ xăng 1.6 lít động cơ DOHC. Đấy, và là chiếc xe nhập khẩu đây quý vị các bạn nhé. Động cơ DOHC 16 van. Đấy, và rất là đẹp đây quý vị các bạn ạ. Tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn xem đó là cái phần ốc chân máy này. Ốc chân máy còn nguyên bản và ốc mặt máy này cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, tất cả các ốc ở trong cái động cơ này còn nguyên bản này. Chúng tôi cam kết thứ nhất là không bị tai nạn, không bị ngập nước, máy móc nguyên bản, keo chỉ nguyên bản. Với cái máy, với một cái động cơ của chiếc xe ô tô con ấy, nếu như chạy khoảng độ 3-40 vạn mà bảo dưỡng đầy đủ theo định kỳ thì nó không có một cái vấn đề gì cả. Đấy, nếu như không bị lỗi, không bị tai nạn, tức là không bị tai nạn ấy, mà bảo dưỡng định kỳ thì chưa phải làm lại máy đâu. Còn lại nếu như mà bây giờ mà những chiếc xe mới chạy hơn chục vạn mà đã phải làm lại động cơ thì tất nhiên nó sẽ phải có một lý do. Thứ nhất là có thể là do chủ xe không bảo dưỡng tốt về máy, có thể bị tai nạn, có thể bị ngập nước, thì đấy mới là phải làm lại. Đấy thì mới là vấn đề là xe phải làm lại. Còn nếu như không phải tai nạn, không bị tai nạn, không bị ngập nước, bảo dưỡng chăm sóc tốt thì chiếc xe 3-40 vạn thì không thành vấn đề gì quý vị các bạn nhé. Và đây là cái phần ốc cabo đây quý vị các bạn này. Ốc cabo nguyên bản này. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên bản luôn quý vị các bạn nhé. Đây là keo chỉ cabo này. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu cả, còn nguyên bản và còn rất là đẹp hết đấy ạ. Đấy, từ ốc cabo, ốc chân cabo cho đến keo chỉ cabo này, rồi đến những cái ốc tai này còn nguyên bản như thế này. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị tai nạn hay là chưa có bị va chạm gì cả, còn nguyên, còn đẹp. Đấy, máy móc còn rất là đẹp đây quý vị các bạn nhé. Về cái phần động cơ của chiếc xe này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ và đẹp đẽ hết cả rồi. Cho nên là quý vị và các bạn nếu như có nhu cầu mua chiếc xe này về thì cũng chỉ yên tâm mà đi thôi, không còn phải dọn dẹp hay là không cần phải bảo dưỡng gì nữa. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua chiếc xe Kia Forte SLI 2010 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Forte nhập khẩu 2010 này. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 320 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chỉ 320 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe sedan hạng C này rồi quý vị và các bạn ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng kênh ô tô 360 chúng tôi ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. We'll be right back.
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.